Xin chào tất cả mọi người, bây giờ sẽ là livestream World Cup từ A tới Z, một ngày mới lại bắt đầu với chúng tôi. Và quý vị biết không, chủ đề để bắt đầu mỗi một chương trình luôn luôn là điều mà chúng ta phải suy nghĩ Quân ạ. Và tôi muốn kể cho khán giả, và anh cũng muốn chia sẻ với Quân điều này anh chưa nói với em ngay từ đầu chương trình. Đấy là lúc đầu khi mà mình nghĩ ra một cái tên chương trình như thế nào ấy, thì anh có đệ trình lên cấp kiểm duyệt là chúng em muốn làm một chương trình World Cup từ A tới Z. Thì phụ trách có hỏi là Khánh ơi, em có thấy là từ A đến Z nó hơi nhạy cảm quá không? Tức là mọi người nghĩ đến chữ Z ở đây. Vâng. Quân hiểu ý anh rồi đúng không? Thì lúc đầu mình cũng không bao giờ mình nghĩ đến điều đấy. Mình chỉ nghĩ rằng là từ A đến Z là chúng em sẽ nói tất cả mọi thứ về World Cup. Nhưng đến ngày hôm nay anh chợt nghĩ là ok, tại sao chúng ta không nói về sex, về tình dục, về quan hệ tình dục ở trong World Cup? Cuộc chiến của những người đàn ông trong vòng một tháng trời xa gia đình, tất cả những chuyện đó, tại sao không? Vâng, tại sao không ạ? Đúng không? Vấn đề duy nhất của chúng ta ấy là, em biết không, là khi nói về điều đó làm thế nào cho nó tế nhị và nó văn minh nhất có thể. Bởi vì mình cũng xem chán chê các chương trình về giới tính, ngay kể ở trên VTV thôi cũng nói rất là và cái điều đó là vô cùng nghiêm túc. Chẳng hạn anh hỏi Quân là ví dụ như em có bao giờ em bị mấy đứa nhỏ ở nhà hỏi một câu gì đấy khó khăn, không phải về chuyện quan hệ nhé, mà bây giờ đứa nhỏ thì chỉ có thể hỏi những câu về giới tính mà thôi, có bao giờ em phải đối mặt với điều đó và em giải quyết nó như thế nào? Vâng, con em thì còn rất là nhỏ, nhưng mà em có một vài cái điều băn khoăn đấy, rằng là mỗi ngày nó lớn lên ấy thì mình lại cảm thấy rằng là ồ thôi chết rồi, mình sẽ phải cẩn trọng hơn rất là nhiều, cẩn thận hơn rất là nhiều. Ví dụ là thay quần áo trước mặt bọn trẻ con chẳng hạn, hay là thể hiện tình cảm của mình với vợ của mình trước mặt bọn trẻ con chẳng hạn. Và trẻ con thì rất là có tính kiểm soát, đúng không ạ? Khi mà bố mẹ thể hiện tình cảm trước mặt thì sẽ lao vào ngay lập tức và sẽ cản trở cái điều đó. Thì đấy là một trong những cái điều mà khiến cho mình cần phải rất là cân nhắc trong cái chuyện không chỉ là nói đâu mà còn là hành động nữa trước mặt của bọn trẻ, đúng không ạ? Mọi người thấy không? Kể cả bây giờ tôi đang thử. Thực ra tôi nhìn thấy cảm giác Quân cũng cảm thấy hơi bối rối khi tôi đặt ra câu hỏi này quý vị ạ. Tôi vẫn đang hỏi một đường mà Quân vẫn hơi lệch sang một chút. Thì thực ra tôi trả lời thẳng luôn. Anh cũng nói với Quân là ở nhà anh vẫn bị hỏi kiểu thế. Và thực ra thì anh có các loại con từ nhỏ rất lớn, vị thành niên rồi, cho đến cả những đứa nhỏ nhất luôn. Để nói thật, đến bây giờ anh vẫn phải né các câu hỏi đấy. Bố ơi, bố có thể trả lời câu hỏi này không? Con đã làm bài tập chưa? Tức là mình luôn luôn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, ở một cái chủ đề khác. Thì thực ra tại sao chúng tôi nói về chủ đề này? Chính khán giả trên một cái poll mà đặt trên tab community của YouTube, kênh YouTube VTV Thể thao, cách đây mình đặt một tiếng đồng hồ, đặt ra một câu hỏi poll rất là hay là nếu như bạn là một huấn luyện viên tại World Cup này, bạn có cho các cầu thủ của mình quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra World Cup hay không? Thế thì cũng có rất nhiều người vào đặt một câu hỏi thú vị, ô hay quá rồi, tất cả những thứ khác. Có người bảo tại sao lại đặt câu hỏi này? Thế thì anh có trả lời ngay ở trên đấy là tại sao không đặt câu hỏi này? Đó là một câu hỏi mà các nhà báo thường đưa ra. Nó là nhạy cảm, không có vấn đề gì cả, nó là văn minh. Thế thì cuối cùng, mọi người biết không? Chúng tôi xứng đáng làm việc này bởi vì có hai cái tab, gọi là có hai bài post để cổ động cho chương trình ngày hôm nay. Một bài post nói về Ronaldo, không có một comment nào cả Quân ạ. Trong khi đó cái poll kia, gần 7.000 người vào comment lúc mà anh kiểm tra. Và rất nhiều, 7.000 người vào tham gia cái bình chọn. Và em có biết không, bây giờ anh sẽ điểm qua ngay. Gần 7.000 người tham gia bình chọn và 63% cho rằng là nếu họ là một huấn luyện viên, họ sẽ cho phép các cầu thủ của mình được phép quan hệ tình dục trong quãng thời gian diễn ra World Cup. Vâng ạ. Và có rất nhiều comment ở đây. Và anh chỉ muốn nói một điều rằng là để nếu mà anh em có bàn đi xa hơn một chút để hâm nóng cho câu chuyện ngày hôm nay, anh và em chỉ cần chọn ra một cái từ gì đấy, nếu mình cảm thấy tế nhị, mình sẽ chọn ra một từ đấy gì đấy để thay cho chữ quan hệ tình dục. Ví dụ em có thể chọn từ gì? Ăn đêm chẳng hạn, đúng không ạ? Ăn đêm tức là ăn đêm mà. Ăn đêm. Bữa khuya. Thôi anh nói về boom boom đi. Anh nói boom boom bởi vì bao giờ cũng thế, từ rất là khó. Vâng, thì thực ra nói về chuyện boom boom ở World Cup thì cũng có rất nhiều câu chuyện thú vị. Ví dụ như là trên màn hình của tôi vào lúc này thì có hình ảnh của Louis van Gaal và bác Truss là vợ của Louis van Gaal. Thì vợ của Louis van Gaal có đến thăm chồng sau một buổi tập. Và bây giờ báo chí ngày nay Quân ạ phát hiện ra ngay là ông Louis van Gaal có hỏi về hỏi vợ mình, hỏi đùa thôi. Tất cả mọi người đều rất là vui vẻ thôi, hỏi đùa vợ mình về việc là có trở về khách sạn và bây giờ ăn đêm ngắn gọn được không? Anh dùng từ của em rồi đấy. Tại vì bác ấy lớn tuổi rồi, mình không thể dùng từ boom boom được, mình phải ăn đêm ngắn gọn. Ok, that's...
cái đấy cũng hay, nhưng mà thực ra mà nói thì tại sao lại bắt đầu cái chủ đề này? Nó là hâm nóng thôi, nhưng nó là một cái chủ đề thật ở World Cup. Ví dụ như ngày hôm qua, bởi vì anh Quân có nói với tôi về việc là ngày nào Luis Enrique cũng livestream ở trên Twitter, đúng không? Cùng với các cổ động viên, các nhà báo. Thì ngày hôm qua ông ấy có trả lời các phóng viên một câu hỏi về chuyện là boom boom của các cầu thủ ở trong thời gian diễn ra World Cup. Thì tôi cũng xin phép được dịch ở đây và phát cho quý vị xem đoạn này. Tôi xin phép là người dịch cái đoạn này cho quý vị xem. Chúng tôi đang ở trong khu tập trung. Vấn đề không phải là có thể hay không, mà chuyện đó thực sự ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn là ở chỗ bạn làm điều đó trước trận đấu thì đó chắc chắn không phải là cách chuẩn bị tốt nhất cho một trận đấu rồi. Thi đấu ở các câu lạc bộ, các cầu thủ về nhà ngủ và tôi chẳng lo việc họ có làm điều đó hay không. Nhưng ở đây, trong khu huấn luyện của World Cup, điều đó là quan trọng. Và tôi ủng hộ những ứng xử tự nhiên của con người. Khi tôi còn là cầu thủ, tôi làm điều đó, ba chấm. Với vợ tôi, ba chấm. Chúng tôi làm những gì cần phải làm, bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy cần phải làm. Một câu trả lời mà trả lời xong là chúng ta cũng không hiểu là cuối cùng là thông điệp là gì, đúng không ạ? Hai điều thú vị ở đây Quân ạ. Rất là hay là với một người phương Tây thì thoải mái hơn rất nhiều. Và ông Luis Enrique thoải mái đến mức ông có làm Twitter trước trận đấu cơ mà, đúng không? Thế thì ông ấy không nhắc một từ nào liên quan đến chuyện, một từ nào quan hệ tình dục cả. Vâng. Boom boom cũng không. Ông cứ tránh, em cái dịch này rất là sát nghĩa, không có một từ nào sát luôn. Đấy là một điều thú vị. Và điều thú vị thứ hai là ông ấy rất cẩn trọng. Quân để ý thấy cái đoạn anh để ba chấm không? Là tôi làm điều đó, ba chấm. Ông ngừng lại một đoạn. Với vợ tôi, rất là cẩn thận rồi mới chuyển sang những chủ đề khác. Đặc biệt là phải mở ngoặc là với vợ tôi. Với vợ tôi, khi nào chúng tôi cảm thấy cần phải làm điều nhưng đó. Mà thế này này anh Khánh, thực ra ngày hôm nay em là người thua cuộc trong ngày hôm qua. Tí nữa thì chúng ta sẽ giải thích vì sao mà em là người thua cuộc, đúng không ạ? Em đã chuẩn bị một bữa chay ngày hôm nay gồm nào là khoai, nào là sắn, nào là bánh rán ngọt, đúng không ạ? Coi như là chúng ta sẽ ăn chay vào buổi trưa nay đi ạ. Nhưng em rất là tò mò, không biết rằng là bắt đầu từ World Cup, tức là bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 đến giờ thì anh Khánh ngủ mặn bao nhiêu lần ạ? Anh nghĩ là thời gian của chúng ta không còn đâu, 11 phút cho cái đoạn đầu tiên rồi. Bây giờ thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu.